Chào anh em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm. Thì hôm nay kênh của Hoàng Tâm sẽ đem đến cho mọi người một con xe, phải gọi là một dòng xe đến từ thương hiệu của Zac. Và hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người con xe với phiên bản là X150 1,5 tấn, và con xe nó với phiên bản là N200 phiên bản 1,9 tấn, để cho các bác có thể thoải mái lựa chọn trong cái phân khúc 1,5 tấn và 1,9 tấn. Nó chênh lệch với nhau thì nó cũng không nhiều, nhưng mà nó sẽ coi con nào nó phù hợp với cái nguồn hàng của mình, với cái kích thước thùng của mình thì mình sẽ chọn lựa con đó. Và đặc biệt cái viết clip hôm nay của em sẽ tập trung hướng đến những cái dòng xe dễ dàng đầu tư, và cũng như là với cái mức trả trước thấp nhất, cũng như là mau thu hồi vốn nhất, và tất nhiên thì cứ linh kiện để có thể thay thế cũng rất là dễ dàng tìm kiếm đó. Và đặc biệt nha, các bác tài nào muốn khởi nghiệp và đang có nhu cầu tìm hiểu con xe Zac thì nhớ xem hết video của em nha, và đừng quên để lại cho em một cái đăng ký kênh để em biết các bác đang theo dõi kênh của em, cũng và em sẽ, hoặc là để lại số điện thoại, em sẽ điện thoại trực tiếp tư vấn cho các bác vào cái thời điểm hiện tại. Bởi vì đây là những ngày gần cuối cùng của tháng 12 2020 rồi, cho nên là đang có những hậu đãi cực kỳ là ưu đãi luôn và trong năm để có thể lấy được con xe này về, và qua năm tháng 1 2021 nó sẽ có tăng hết trước bạ lên, cho nên là các bác khi mua xe nhớ cân nhắc một xíu nha. Rồi thì hôm nay em sẽ không nói dài dòng nữa, chúng ta vào việc luôn nha, các bác đi theo em nha. Đây, trước mắt chúng ta chính là một con xe với phiên bản X150. Các bác thấy đây, đây là con này màu của nó là màu xanh, và các bác nhớ nha, đời 2020 của nó hiện tại đang hết hàng rồi, cho nên là nó chỉ có đời 2019 thôi. Tuy là mất một đời nhưng mà nó có một cái gì, nó vẫn giữ nguyên cái phần giá, bởi vì do là hết xe rồi, 2020 rồi, nên là 2019 vẫn giữ nguyên giá của nó là 317 triệu xe thùng. Và đăng ký về đâu các bác thì nhớ alo em để số điện thoại dưới góc màn hình để em tính thêm các phí đăng ký đăng kiểm, phí biển số, rồi tước bạ dân sự, để có thể ra được cái mức giá lăn bánh hợp lý nhất cho các bác nha. Đây, đây thì cái con này nó cũng đã rất là quen thuộc rồi. Trong cái phân khúc mà xe tải của Trung Quốc á, thì con này nó được gọi là một trong những dòng xe nó rất là hot trên thị trường, bởi vì nó mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm như những dòng xe của xe hãng. Bởi vì nó ngoại trừ cái phần thiết kế đầu gù của nó ra, nó còn mang trong mình một cái nội thất. Các bác, em nói thật các bác, bộ nội thất con này nếu nó chỉ kém cái phần xe hãng là trong con Winnebotter á, là chỗ của nó là 2 chỗ, còn con xe bọc to là 3 chỗ thôi. Còn lại tất cả các option, các tính năng đi theo xe con này có thể gọi là phục vụ được cái nhu cầu các bác tối đa luôn. Nó được có máy lạnh, radio, FM, các thiết bị giải trí đầy đủ hết, máy lạnh làm lạnh rất là nhanh. Đó, đây chúng ta thấy. Thì do là những cái phần ngoại thất con này á, em đã giới thiệu nhiều rồi, cho nên là em cũng không cần phải nó quá nhiều về con xe này. Do em muốn hôm nay em sẽ tập trung vào cái phần thùng cho các bác xem. Đây, anh đứng xa xa ra để có cho các khán giả của em xem cái phần thùng nha. Đó, các bác thấy đây nè. Hôm trước á, em có review cho các bác xem rồi, là cái dòng xe tải Zac X150 á, 2020 á, các bác thấy nè, ngay cái phần lớp tôn và lớp khung sườn heo nè, ngay cái phần bẩn nè, chúng ta có luôn cái phần keo nè. Hôm trước là em đã có đề xuất cho một số khách hàng của em á, là chích thêm phần keo này để khi mà đóng tôn vô, mà nước mà nó mình chạy lâu ngày á, nước nó vô cái kẽ này nó sẽ làm bị oxy hóa cái phần khung sườn, làm cho nó thứ nhất là mất vẻ đẹp thẩm mỹ của nó, thứ hai là nó sẽ giảm cái tuổi thọ đó. Cho nên là nhà máy đã tiếp thu được cái ý kiến đó và cho bắn keo hết tất cả các cái phần tôn tiếp xúc với cái phần khung sườn heo đó, mình gia cố rất là chắc chắn ha các bác. Thêm một cái điều nữa, đây là sàn của mình, đây là sàn sắt sàn phẳng thôi. Nếu mà các bác nào mà muốn mua con này về và mình đóng theo nhu cầu, như loại như phần bẩn, phần bẩn thì muốn lên vách trong á, nó cái bằng tôn nè, nó dày thêm mấy gam nữa thì vẫn đóng được.
inox muốn đổi inox tốt nhất, inox 304, em vẫn có xưởng thùng để hỗ trợ cho các bác làm luôn. Không muốn xài sàn phát sàn sắt này, sàn tiêu chuẩn này, mà muốn lên sàn này của ai bỏ qua một bên ha, mà muốn lên sàn lá me em làm luôn. Nói chung là em sẽ phục vụ tận răng cho các bác tới khi nào mà các bác cảm thấy là ừ tôi chịu rồi là em sẽ giao xe cho các bác. Đó, đây là cái phần ở trên phần khung trường heo của mình á, thì nó đã được bắt chết. Đây các bác thấy nó được bắt chết ra, nó không có mở ra đâu các bác. À, đó, nó được bắt chết luôn. Nếu nhưng mà đặc biệt cái phần trụ này, cái phần này ngay đây nè, cái phần kèo nè, ở đây nó được bắt sống để chúng ta có thể kê kèo thêm, dùng sai khoảng tầm 2 tấc đến 2 tấc rưỡi chắc cũng cỡ này nè, chúng ta có thể đẩy lên với điều kiện khi chuẩn qua là thì đẩy lên thì nó sẽ khi đó thích hợp cho những bác tài nào muốn chở hàng mà nó hơi cao một xíu á. Đó, và ngoài ra đây mọi người thấy em xin phép mở phía sau nha. Nếu mà các bác nào mà muốn đây cái phần khung giường heo nè, nó thấy các bác thấy nó trống không? Đó, đó là do cái tiêu chuẩn của nhà máy mà mình muốn, mà muốn đóng tôn luôn. Bây giờ giải pháp ở đâu? Liên hệ em đóng hết cho các bác luôn, không chừa cái gì hết. Đấy, như vậy, đó là sơ sơ về cái phần thùng của bọng của mình là như vậy. Chúng ta đi về trong, đứng ở đây mình sẽ thấy được cái phần gầm nè. Các bác thấy nè, ở đây chúng ta có cái gì? Một cái hộc để đồ, một cái hộc để đồ để các dụng cụ heo xe, một cái lớp Kasumina 6.13 đó, và một cái bình nhiên liệu đó. Đây các bác thấy thì nội thất con đông con này á, em thôi em tính là em sẽ để một cái đề xuất cho các bác xem, nhưng mà em xin sẽ mở sơ thôi cho các xem tổng quan về cái phần nội thất trong, và em để một cái đề xuất giới thiệu riêng về con này cho các bác nha. Đó các bác thấy đây, đây thì là có tay cầm tay nắm bằng mạc chrome nè. À, nút còi kính dĩnh điện đó, rồi cái radio được cũng được mạ chrome. Đây là phần vô lăng và cái phần nội thất bên trong của các bác, các bác có thể tự cảm nhận về con này nha. Đó, mà anh quay một vòng phía trong cabin cho con xe này nha. Đó, rất là hợp lý hết các bác. Ghế là con ghế của mình thì là ghế đó là ghế nỉ hai chỗ ngồi thôi. Đó, chìa khóa là chìa khóa smart key. Rồi, đấy em xin được phép đóng lại. Còn các bác nào mà thấy con xe này đẹp, đang thèm thuồng muốn tự lái thử con này, muốn tự trực tiếp trải nghiệm con này, nhớ liên hệ em qua số điện thoại là 0929220245. Em đang ở Sài Gòn và địa chỉ ở của công ty Phú Cường là D7-14A, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Em để cái địa chỉ của mình ở dưới bên dưới, các bác xem nhớ để ý, rồi có gì thì liên hệ với em nha. Coi gần thì chạy lên coi xe luôn. Bên đây thêm một hai con nữa. Đây cũng là một con hai ít bộ 50 luôn, 1,5 tấn, con này là 29. Đó, hai con xe. Cho không chỉ hai con xe này đâu, mà bên công ty em đang lô là gần 10 chiếc, cho nên là các bác có thể thoải mái mình lựa chọn con xe của mình. Không chỉ riêng màu này, còn có màu trắng, màu bạc đó, xanh trắng bạc là ba màu có sẵn. Các bác muốn sơn màu khác em vẫn sơn được cho các bác luôn. Nói chung là phục vụ tới khi nào mà các bác là ưng xe rồi. Đây một con xe phiên bản tải trọng khác của nó, N200, phiên bản thùng nó là thùng kính, thùng bạc cũng có ở bên bửng, ở bên gửi bên kia bên đó, đó nó có con thùng kính luôn, có thùng bạc. Đây là con thùng kính, thùng của nó là thùng 4m3, chính xác là 4m380. Các bác thấy đây, cao là 1m, rộng là 1m820, cao là 1m880. Đó, các bác thấy. Và chúng ta có một cái động cơ Isuzu ở đây. Cái con ZX150 động cơ của nó là động cơ công nghệ thôi, còn con này thì xài động cơ Isuzu luôn. Đây các bác thấy, đây một bộ động cơ Isuzu 2.771 sử dụng tục bô tăng áp, hệ thống tuần hoàn khí xả tiệt tiêu nhiên liệu, và với cái dung tích xi lanh khoảng 2.7 rồi, và cái công suất của nó thì lên tới là gần là 110 mã lực cho các bác. Rất là thoải mái, các bác có thể lấy xe này về là chạy động cơ Isuzu thì các bác biết rồi, chất lượng và độ bền của động cơ này nó đã được khẳng định qua những cái trải nghiệm của những bác tài đã từng mua con này
và đã từng làm rất là nhiều cái vlog về con xe này, là không phải là những nhân viên xe của em làm nhân cái vlog đó đâu, mà là những bác tài mua xe này nghề sau đó về trải nghiệm. Các bác có thể xem lên mạng và xem để xem họ đánh giá con này như thế nào, để xem em có giới thiệu quá hay không về con này nha. Đây, chúng ta sẽ nhìn sơ qua một lượt về cái phần cabin con này. Cabin con này được gọi là mô phỏng gần như là 80-90% là đi theo kiểu của Isuzu rồi. Đây là cái phần kính chỉnh điện, tay nắm chrome. Cái này có thể lấy ra, cái này là gạt từng thuốc nè. Cái mình thuốc mình khi mình có thể ngồi đây, ngồi phía bên tài rồi mình phẩy cái thuốc, khi nào đầy lấy này đổ ra, rất là hợp lý. Ở trong đây nữa chúng ta có một cái gì, có một cái các bác thấy đây, các bác mời anh đi vào xem luôn nha. Đó, ở trong đó thì chúng ta có cái phần vô lăng có được các núm điều chỉnh đó, các bác thấy có các núm điều chỉnh âm lượng luôn nè. Mặt bàn thờ thì là có số km dùng tour, nói chung là nhiệt độ nhiên liệu các nước thì cái này thì xe nào thì cũng có, chẳng qua là nó được bài trí nhìn nó sang trọng hơn. Ngoài ra về phần mặt táp lô bên kia nó có luôn cái radio FM, rồi ở dưới thì có máy lạnh, quạt gió, nút bấm nguy hiểm, mọi tầng thuốc, các hộc để đồ vân vân. Và ngoài ra chúng ta có thêm cái cần số 5 số tiến, một số lùi và một cái bộ không gian nhìn rất là ok ha. Đó, đây, do con này là sử dụng cabin đầu gù cho nên là nó nhìn rất là to. Nó các bác thấy đó, rất là to ha, đèn đốm các thứ rồi hợp lý rồi. Em chỉ nhá hàng như vậy, nhẹ như vậy thôi. Còn các bác nào mà muốn thấy clip này nó không đủ thỏa mãn các bác thì hãy đến trực tiếp ở công ty bên em, công ty cơ khí ô tô Phú Cường. Và nếu muốn đến trực tiếp công ty mà không biết liên hệ ai thì hãy liên hệ với em, em sẽ dẫn các bác đi mết một vòng, tham khảo tất cả các dòng xe trên được kinh doanh trên thị trường luôn, và không chỉ riêng hàng Dắt, không chỉ riêng hàng Hyundai, Isuzu, Hino, Terraco, Chiến Thắng, Đông Ben, Kenbo, tất cả mọi thứ, kể cả đầu cái Mỹ luôn, xe nào em cũng có kinh doanh cho các bác hết. Đây rồi, thì thứ nhất em xin tổng kết lại một cái nữa, nãy giờ nói nhiều quá. Cái con Dắt X150 ở đây, Dắt X150 này đang được bán với mức giá là 317 triệu xe thùng, và các bác chỉ cần thanh toán cho em khoảng tầm 80-90 triệu là có thể làm xe được, với điều kiện là đem theo dùm em cái giấy, nếu mà mình có cơ sở kinh doanh, có giấy xác nhận kinh doanh thì rất là dễ dàng làm con xe này về. Ngoài ra thì cái con N200 này đây, cái con N200 phiên bản 1.9 này nó đang được bán với mức giá là 436 triệu xe thùng, và trả trước cho em khoảng tầm 100-120. Cũng như vậy, đem nếu mà mình có cơ sở kinh doanh, có cái giấy phép kinh doanh, em sẽ hỗ trợ bao đậu hồ sơ cho các bác luôn đó. Khi đi đem theo giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy chứng nhận độc thân, rồi vậy thôi. Chúc các bác có một ngày làm việc thật là tốt lành. Ngoài ra nếu các bác thấy hay, hãy cho em một like và một đăng ký kênh. Chào các bác nha. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo của Quan Tâm Xe Tải nhé. Em cảm ơn mọi người ạ.